Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật Hịch visa và hịch mở hồ sơ tháng 7 năm 2022 Hịch mở hồ sơ có tình vui Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng Và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng Xin cảm ơn tất cả mọi người ký hiệu các diện hồ sơ diện F1 con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ, diện F2A vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường chủ nhân, diện F2B con độc thân trên 21 tuổi của thường chủ nhân, diện F3 con đã có gia đình của công dân Mỹ, diện F4 anh chị em của công dân Mỹ. Thời gian chờ phỏng vấn hiện nay diện F1 7 năm 6 tháng, diện F2A chữ C ở thời điểm hiện tại diện F2B 6 năm 9 tháng, diện F3 13 năm 7 tháng, diện F4 15 năm 3 tháng. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên thời gian chờ của các diện sẽ kéo dài hơn dự kiến. Sau đây lịch visa tháng 7 năm 2022 hay còn gọi lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam. Đối với diện F1 thì đã đến ngày 1 tháng 12 năm 2014 so với tháng 6 vẫn đứng yên diện F2A ở thời điểm hiện tại chữ C, diện F2B ngày 22 tháng 9 năm 2015 so với lịch của tháng 6 vẫn đứng yên, diện F3 ngày 22 tháng 11 năm 2008 so với tháng 6 vẫn đứng yên, diện F4 ngày 22 tháng 3 năm 2007 so với tháng 4 vẫn đứng yên. Thư phỏng vấn sẽ được phát nếu đủ các điều kiện sau. 1. Lịch phỏng vấn vượt quá ngày ưu tiên 2. Hoàn thành hồ sơ sớm nhất với NVC Chú ý 1. Với những hồ sơ lịch phỏng vấn đã vượt quá ngày ưu tiên cần chuẩn bị với dịch tư pháp số 2 nếu hết hạn hoặc gần hết hạn Chụp hình kích thước 5 x 5 mới nền trắng không đeo kính Làm lại hộ chiếu nếu hộ chiếu còn 6 tháng đến 1 năm chuẩn bị bộ thế mới 2020 và năm 2021 nếu phỏng vấn sau ngày 18 tháng 4 năm 2022 để bổ sung ngay sau khi nhận được thư phỏng vấn. 2. Với những hồ sơ lịch mở đã vượt quá ngày ưu tiên được mở làm 6 bước, cần liên hệ với NVC để xin cây number và invoice ID number, phải chủ động hỏi thăm hồ sơ, chủ động kiểm tra hồ sơ để biết hồ sơ hiện tại, tới đâu tìm cách xử lý. Sau đây Thắng xin được cập nhật lịch mở hồ sơ tháng 7 năm 2022 hay còn gọi lịch làm theo 6 bước theo yêu cầu của NVC. Đối với diện F1 tháng 7 này đã đến ngày 1 tháng 7 năm 2016 so với tháng 6 tăng được 6 tuần. Diện F2A vẫn là chữ C ở thời điểm hiện tại. Diện F2B ngày 1 tháng 10 năm 2016 so với tháng 6 tăng được 1 tuần diện F3 ngày 1 tháng 10 năm 2009 so với tháng 6 tăng được 5 tầng. Cuối cùng diện F4 ngày 8 tháng 10 năm 2007 so với tháng 6 tăng được 1 tầng. Đối với các hồ sơ trong tháng 7 năm 2022 được mở thì cần chuẩn bị những giấy tờ khi hồ sơ được mở và 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC như thế nào. Thắng cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất. Đường dẫn của video đó đặt bên dưới phần mô tả của video này. Mọi người có thể truy cập vào và tham khảo thêm. Sau đây Thắng xin được cập nhật lịch visa diện EB3 và diện EB5 cho tháng 7 năm 2022. Đối với diện EB3, lao động có kỹ năng, lao động không kỹ năng, lao động có bằng đại học thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC tháng 7 năm 2022 ở thời điểm hiện tại chữ C. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin lao động tại Mỹ với một công ty bảo lãnh sẽ được giải quyết liên tục, tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam diện này không được phổ biến. Đối với diện EB5 bao gồm C5 và T5 đầu tư định cư trực tiếp thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC tháng 7 năm 2022 được xét ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục. Diện đầu tư này không được nhiều người Việt Nam đầu tư vào. Cuối cùng đối với diện EB5, I5 và L5 đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng thì lịch visa, lịch mở hồ sơ, bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC tháng 7 năm 2022 được NVC xét ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp đơn xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục. Để đầu tư vào Mỹ, ít nhất cần 500.000 đến 1 triệu đô và kèm theo các điều kiện khác, đa số người Việt Nam chọn cách đầu tư này cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau chào tạm biệt